Vào năm 2022, Volkswagen là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, tính theo doanh thu, mang lại nhiều tiền mặt để hỗ trợ thương hiệu lớn nhất của mình. Đến tháng 7, công ty đã báo cáo doanh số bán hàng đã tăng 18% trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái, lên 156 tỷ euro, tương đương 174 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, BMW và Mercedes-Benz, hai hãng ô tô lớn khác của Đức cũng đang có chiều hướng tốt. Tuy nhiên, các nhà công nghiệp Đức đang cảm thấy thực sự lo lắng về tương lai, vào tháng 7, chỉ số niềm tin kinh doanh của Viện IFO, một tổ chức tư vấn, đã giảm tháng thứ ba liên tiếp. Các ông chủ người Đức lặp lại danh sách các mối quan tâm của ông Straffer và thêm vào những mối quan tâm khác, từ bộ máy quan liêu đến vấn đề địa chính trị tế nhị trong thương mại với Trung Quốc. Các nhà sản xuất ô tô Đức phải đối mặt với những thách thức này nhiều hơn so với hầu hết các ngành công nghiệp vì họ phải đàm phán về nhiều chuyển đổi cùng một lúc chẳng hạn họ phải điện khí hóa đội xe của mình và học cách phát triển phần mềm. Khi những xu hướng này diễn ra, nhiều giá trị gia tăng có thể đến từ nơi khác. Những người trong ngành thừa nhận rằng các nhà máy sẽ phải thu hẹp hoặc thậm chí đóng cửa. Nhiều nhà cung cấp cũng vậy, đặc biệt là những nhà sản xuất các bộ phận cho động cơ đốt trong và hộp số. Ngành công nghiệp xe hơi của Đức cũng phải giải quyết những vấn đề ngày càng tăng của Trung Quốc, được hưởng lợi từ sự tăng trưởng nhanh chóng của các khổng lồ châu Á trong những thập kỷ gần đây trong nửa cuối năm 2022, ba công ty ô tô lớn của Đức đã kiếm được khoảng 4% doanh thu ở đó. Giờ đây họ đang phải chịu vận may đảo ngược. Volkswagen vừa cắt giảm dự báo giao hàng toàn cầu, chủ yếu do doanh số bán hàng tại Trung Quốc chậm lại. Địa chính trị có khả năng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, và các đối thủ Trung Quốc đã bắt đầu mở rộng ra nước ngoài, đặc biệt là ở châu Âu. Năm ngoái, lần đầu tiên Trung Quốc xuất khẩu nhiều ô tô hơn Đức, lần lượt là khoảng 3 triệu và 2,6 triệu xe. Các đơn đặt hàng cho xe điện của nhóm thấp hơn kế hoạch từ 30% đến 70%, tùy thuộc vào thương hiệu. Công ty vẫn phải giải quyết các vấn đề về phần mềm của mình vào tháng 5. Nó lại làm dung chuyển đội ngũ quản lý của Cariat, đơn vị kỹ thuật số của công ty. Tại thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, thương hiệu VW cũng là một thương hiệu chạy đua với thị phần 2%. Sản xuất ô tô trực tiếp sử dụng ít hơn 900.000 người ở Đức. 2 phần 3 trong số họ làm việc tại các công ty ô tô và phần còn lại tại các nhà cung cấp của họ. Đó chỉ là 2% hoặc hơn trong tổng lực lượng lao động của Đức. Gần 3 phần 4 ô tô chở khách được bán dưới thương hiệu Đức hiện được sản xuất ở nước ngoài. Năm ngoái, chỉ có 3,5 triệu phương tiện rời khỏi các nhà máy địa phương, tương đương với số lượng vào giữa những năm 1970. Những người trong ngành lo lắng đã chỉ ra các biện pháp thay thế. Hơn một nửa tổng giá trị gia tăng sản xuất ô tô của EU được sản xuất tại Đức vượt xa Pháp, nước đứng thứ hai với 9%. Ô tô chiếm 19% hàng hóa xuất khẩu của Đức. Mặc dù tầm quan trọng kinh tế của ngành công nghiệp ô tô của Đức đạt đỉnh 4,7% tổng giá trị gia tăng của đất nước vào năm 2017, nhưng tỷ trọng này vẫn ở mức 3,8% vào năm 2020, năm cuối cùng có dữ liệu. Theo tính toán của News Jassen thuộc viện KIEN theo các ước tính khác, con số này cao hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với các cường quốc sản xuất ô tô khác như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đầu tư và đổi mới của Đức gắn liền với các nhà máy sản xuất ô tô của nước này. Ngành công nghiệp ô tô chiếm 35% tổng vốn cố định hình thành trong sản xuất vào năm 2020. Và năm 2021, lĩnh vực này là nguồn cung cấp hơn 42% nghiên cứu và phát triển sản xuất và trả tiền cho 64% tổng số nghiên cứu và phát triển do các công ty và tổ chức nghiên cứu khác tiến hành dựa trên số liệu từ Spritzerverband, một hiệp hội gồm các quỹ nghiên cứu. Ngành công nghiệp xe hơi cũng là trung tâm của mô hình xã hội được ca ngợi nhiều của Đức, một yếu tố quan trọng là bình đẳng khu vực. Các nhà máy ô tô thường được xây dựng ở những khu kinh tế yếu kém, trong đó Gosberg là ví dụ điển hình. Theo một nghiên cứu gần đây, 48 trong số 400 thành phố và quận của Đức phụ thuộc nhiều vào việc làm trong ngành công nghiệp xe hơi. Gosberg dẫn đầu nhóm, 47% công nhân của thành phố làm việc trong lĩnh vực này. Gosgang Schroeder, một trong những tác giả nghiên cứu và là thành viên tại WJP, một tổ chức nghiên cứu, cho biết nếu ngành sản xuất ô tô lụi tàn, nước Đức sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng cục bộ. Nếu không có ngành công nghiệp xe hơi mạnh, các mối quan hệ công nghiệp nhìn chung êm đềm của Đức sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Các nhà lãnh đạo của liên minh như Roman Reitsberger người đứng đầu IG Metal ở Baden-Württemberg, có trụ sở của Mercedes-Benz, Porsche và Bosch, một nhà cung cấp phụ tùng ô tô khổng lồ, thoải mái thừa nhận rằng đó là xương sống của tổ chức. IG Metal có khoảng 2 triệu thành viên, khiến nó trở thành công đoàn lớn nhất thế giới. Khoảng 1 phần 3 trong số họ làm việc trong ngành công nghiệp xe hơi. Tỷ lệ đoàn viên công đoàn một số doanh nghiệp trong ngành đạt 90%. Ngược lại, sức mạnh này giúp IG metoo đàm phán được các thỏa thuận lương tốt, sau đó sẽ lan sang các công ty và các ngành khác mà nó ít cố thủ hơn. Sebastian Julian, một nhà kinh tế tại Hans Böckler Stiftung, một tổ chức tư vấn về công đoàn, cho rằng nếu sự sắp xếp này sụp đổ, nó sẽ làm thay đổi sự cân bằng của thị trường lao động Đức. Chỉ phóng đại một chút thôi sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, cho dù Volkswagen quản lý quá trình chuyển đổi của mình hay liệu nó có bị thay thế bởi Tesla hay không. Ông nói, Đề cập đến công ty tiên phong về xe điện của Mỹ, công ty vừa thông báo rằng họ có ý định mở rộng nhà máy gần Berlin, nơi sẽ là nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu. Theo ông Julian, theo thời gian, các công việc sản xuất ở Đức sẽ không còn được trả lương đặc biệt cao so với các công việc dịch vụ và sản xuất ở các nước châu Âu khác. Khó đo lường hơn nhưng cũng rất quan trọng sẽ là những tác động tâm lý của ngành công nghiệp ô tô Đức đang suy giảm. Danh tiếng của ngành công nghiệp Đức và sức mạnh kỹ thuật của nó vốn đã bị đánh gục bởi vụ bê bối gian lận khí thải Dieselgate của Volkswagen năm 2015 sẽ chịu thêm một đòn giáng nữa. Nói cách khác, nếu ngành công nghiệp ô tô của Đức bốc hơi thì điều này sẽ để lại một hố sâu kinh tế khổng lồ giữa châu Âu. Tất nhiên, các chính trị gia Đức không để điều đó xảy ra. Một khi ngành công nghiệp xe hơi không còn thống trị như vậy, sẽ có nhiều không gian hơn cho các lựa chọn thay thế ít trợ cấp hơn sẽ chảy vào lĩnh vực này và nhiều vốn hơn cho các công ty khởi nghiệp. Ngày càng ít thanh niên đức theo học kỹ thuật cơ khí và thay vào đó, nhiều người lựa chọn khoa học máy tính hơn và các nhà nghiên cứu sẽ nỗ lực nhiều hơn vào việc phát triển các dịch vụ di động thay vì nộp thêm một bằng sáng chế liên quan đến ô tô. Phải thừa nhận rằng việc sản xuất ô tô có nguồn gốc sâu xa hơn nhiều so với việc sản xuất các thiết bị điện tử phù du như điện thoại di động. Như vậy đặc biệt là nếu sự suy giảm dần dần, ngành sẽ thích ứng các nhà cung cấp lớn như Bosch hay Continental sẽ làm việc nhiều hơn cho các nhà sản xuất ô tô nước ngoài như Tesla trong những ngày đầu thành lập công ty ở California. Bosch được cho là đã cung cấp 80% giá trị gia tăng. Đức có thể sẽ ngừng sản xuất ô tô rẻ hơn và thậm chí tập trung nhiều hơn vào việc sản xuất số lượng nhỏ những chiếc xe sang có biên lợi nhuận cao hơn. Volkswagen thậm chí có thể biến mình thành nhà sản xuất theo hợp đồng lắp ráp xe điện cho các thương hiệu khác gần giống như Foxconn lắp ráp iPhone cho Apple